Mua gì ở đâu? Hồng Nhi và Phong Linh rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu phát sóng trên kênh HTV7. Như thường lệ, chương trình phát sóng vào sáng thứ ba sẽ cập nhật đến quý khán giả rất nhiều thông tin từ thị trường thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cuối năm là dịp để du khách cũng như là người tiêu dùng đến chợ tham quan, mua sắm, chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho gia đình đón chào năm mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình buôn bán các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 tại chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn rơi vào cảnh điều hiu. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi thông tin sau. Ghi nhận tại chợ Bến Thành, một trong những khu chợ truyền thống lâu đời, điểm đến quen thuộc của du khách và người dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh tại chợ đã bị gián đoạn nhiều lần. Trước thềm Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, một số tiểu thương tại chợ Bến Thành đã bắt đầu mở cửa trở lại với đa dạng mặt hàng Tết như bánh kẹo, quần áo, quà lưu niệm. Tuy nhiên đến nay, chợ vẫn rơi vào tình trạng điều hiu, vắng khách mua sắm, khiến nhiều tiểu thương tiếp tục đóng cửa hoặc chỉ buôn bán với khách quen để cầm chừng. Tiểu thương tụi tôi ở chợ Bến Thành vẫn là nhập các mặt hàng, 100 mặt hàng về để phục vụ cho Tết Nguyên Đán. Nhưng mà tình hình vẫn không có khởi sắc. Du lịch vừa rồi á, có 3 ngày là bán tạm ổn. Nhưng mà bây giờ thì không có dám nhập hàng nhiều được. Tết Nguyên Đán coi như là bán hết, bao nhiêu thì nhập bao nhiêu. Theo ghi nhận, mọi công tác phòng chống dịch bệnh được ban quản lý chợ Bến Thành nói riêng và các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố nói chung siết chặt, thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang khi ra vào nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách yên tâm mua sắm, vui xuân đón Tết. Thưa quý vị, hiện nay bưởi diễn đã được các chủ vườn mang từ tỉnh Hưng Yên vào thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Do ảnh hưởng từ dịch bệnh và thời tiết, giá bưởi diễn năm nay đã giảm một nửa so với năm ngoái. Sau đây là thông tin chi tiết. Những ngày này chạy dọc tuyến đường Mai Chí Thọ tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, không khó để bắt gặp hàng trăm cây bưởi diễn đang được nhà vườn trưng bày với chiều cao trung bình trên 2m đến 3m, cùng quả bưởi tròn đều, màu vàng tươi. Năm nay do thời tiết các tỉnh phía Bắc chuyển lạnh kết hợp sương muối nên bưởi được vận chuyển vào sớm hơn để cây kịp thích nghi với môi trường. Nhờ đó, bưởi diễn có thể giữ được vẻ ngoài bắt mắt cùng độ vàng tươi và sai quả đến hết tháng 4. So với số lượng trái và cây thì đẹp hơn năm ngoái rất là nhiều và cái sức mua đã giảm hơn 2/3 so với năm ngoái. Năm nay, giá bưởi diễn chơi Tết đã giảm một nửa so với năm ngoái với mức giá bán dao động từ 8 triệu đến 50 triệu đồng tùy kích thước và số lượng quả. Ngoài việc được người dân ưu tiên chân cảnh, đặt cùng mâm ngũ quả để cầu may mắn, tiền tài sung túc thì vị ngọt thanh, mọng nước của bưởi diễn cũng là những ưu điểm giúp loại quả này nhận được yêu thích của nhiều người. Để đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho thị trường Tết, trong những ngày này, không khí tại Làng Khô, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã trở nên tất bật và sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ đảm bảo số lượng mà hầu hết các cơ sở làm khô còn quan tâm đến việc làm ra những mặt hàng chất lượng nhằm giữ uy tín, thương hiệu của địa phương. Theo ghi nhận, không khí lao động tại các cơ sở làm khô ở thị trấn Gành Hào đang diễn ra khá nhộn nhịp. Trên các dàn phơi khô của người dân luôn đầy ắp các loại cá khô, tôm khô. Mỗi năm, làng khô thị trấn Gành Hào cung ứng cho thị trường hơn 600 tấn khô các loại để phục vụ dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Riêng cơ sở này đã chuẩn bị hơn 100 tấn khô các loại. Trong đó, phần lớn là khô cá khoai, khô mực, cá kèo và tôm khô, chủ yếu làm theo đơn đặt hàng từ các tỉnh, thành, còn lại dùng để bán lẻ ở địa phương. Để đảm bảo tiến độ, mỗi ngày có từ 10 đến 12 lao động tất bật với các công việc xẻ, ướp, phơi khô và đóng gói khô. Tháng 9 em đã dự trữ hàng rồi, cho nên cái giá đó nằm cũng vẫn giá ổn định, chứ em không có lên xuống bất thường. Nhưng hàng chủ đạo là giống như là mực, cá khoai, cá kèo, rồi bánh phồng tôm, tôm chao, nói chung là cũng đủ mặt hàng hết. Cái giá nó vẫn giờ nằm như giá cũ, chứ em không có lên.
khoảng 2 tháng qua, ngư dân ra khơi đánh bắt được nhiều hải sản nên nguồn nguyên liệu làm khô khá dồi dào. Vì vậy, các mặt hàng phục vụ thị trường Tết năm nay rất phong phú, cùng giá tương đương với năm trước. Trong đó, một số sản phẩm còn có giá bán giảm nhẹ như tôm khô loại 1 giá từ 900 đến 1 triệu đồng 1 kg, khô mực loại lớn có giá 800.000 đồng 1 kg, giảm 100.000 đồng so với năm trước. Thưa quý vị, năm 2020 thực sự là một năm bùng nổ của các ứng dụng trên thiết bị di động. Đặc biệt là các ứng dụng mua sắm trực tuyến đã mang lại rất nhiều lợi ích trong đời sống hàng ngày. Và tiếp tục chương trình hôm nay, Mua gì ở đâu sẽ giới thiệu đến quý khán giả thêm một ứng dụng siêu thị online mới đến từ Nhật Bản. Kmart là ứng dụng siêu thị online, cung cấp thực phẩm tươi ngon và các sản phẩm tiêu dùng chất lượng trực tiếp đến từ nông trại và các nhà cung cấp uy tín tại Việt Nam. Tại đây, quý khán giả có thể chọn mua từ hơn 1.000 mặt hàng khác nhau. Trong đó không chỉ có các sản phẩm đến từ Nhật Bản, mà còn rất nhiều sản phẩm khác có xuất xứ từ nhiều quốc gia khác trên thế giới. Sản phẩm đa dạng, giá cả cạnh tranh và giao hàng miễn phí là 3 tiêu chí mà Kmart ưu tiên đem lại cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thao tác đặt hàng qua ứng dụng điện thoại cũng đã được thiết kế tối giản nhằm mang lại những trải nghiệm nhanh chóng và dễ dàng cho người dùng ở mọi lứa tuổi. Vừa qua tại sự kiện diễn ra ở Aeon Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều người tiêu dùng đã được tìm hiểu, trải nghiệm về những mặt hàng tiêu biểu bán chạy nhất tại Kmart. Đồng thời, tham gia các trò chơi vui nhộn và nhận voucher giảm giá của thương hiệu trên. Thông qua Kmart, quý khán giả đặc biệt là những người yêu thích đất nước mặt trời mọc sẽ có cơ hội được đến gần hơn với hương vị đặc trưng và sự tinh tế của ẩm thực Nhật Bản. Tiếp tục chương trình là thông tin cập nhật về một số loại thủy sản tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đầu tiên sẽ là ghi nhận thị trường cá bổi tươi ở tỉnh Cà Mau. Theo người dân cho biết, chưa năm nào mà giá cá bổi tươi lại giảm mạnh như năm nay. Hiện tại, cá bổi kích cỡ 8 con trên 1 kg có giá từ 30.000 đến 35.000 đồng 1 kg, tức là đã giảm 25.000 đến 30.000 đồng mỗi kg so với năm trước. Thông thường, những tháng cuối năm, giá cá bổi tươi sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, nên trong thời điểm này, thị trường cá bổi vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Trong khi đó, theo nhiều hộ nuôi cá lóc tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, liên tiếp trong nhiều tháng qua, giá cá lóc thương phẩm cũng đã giảm sâu suốt thời gian dài. Hiện cá lóc nuôi được thương lái thu mua với giá dao động chỉ từ 28.000 đến 30.000 đồng 1 kg đối với cá lóc loại 1, kích cỡ đồng đều. Còn đối với sản phẩm có kích cỡ không đều nhau thì giá bán sẽ ở mức thấp hơn. Còn tại các chợ truyền thống, giá cá lóc nuôi được tiểu thương bán cho người tiêu dùng cũng chỉ từ 45.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Do giá cá lóc nuôi ở mức thấp kéo dài trong nhiều tháng qua, nên nhiều hộ nuôi cá lóc đã treo ao một phần. Chương trình tất nhiên sẽ không quên giới thiệu đến quý khán giả các sản phẩm đóng gói đến từ những thương hiệu quốc tế. Thưa quý vị, trong thời gian qua, bên cạnh bơ đậu phộng trứ danh, thì bơ hạnh nhân cũng đã dần trở nên phổ biến hơn. Và Trader Joe's đã không làm người tiêu dùng thất vọng khi vừa cho ra mắt loại bơ hạnh nhân hữu cơ mới của mình. Với hai loại khác nhau gồm mặn và thông thường, Organic Creamy Almond Butter vẫn sẽ có vị mặn truyền thống, xen lẫn một chút ngọt và đặc biệt được chế biến hoàn toàn từ hạt hạnh nhân hữu cơ. Sản phẩm phù hợp để nướng bánh, nấu ăn và sẽ là một loại bơ phết bánh mì hoàn hảo cho những ai cần một bữa sáng đơn giản tiện lợi. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, bơ hạnh nhân của Trader Joe's sẽ cung cấp khoảng 190 calo, 100mg natri, 3g chất xơ, 7g protein và 2g đường. Hiện Organic Creamy Almond Butter đang được bán trên trang ebay.com với giá khoảng 500.000 đồng. Đến hẹn lại lên, cứ đầu tháng 1 hàng năm là các thương hiệu sẽ liên tiếp giới thiệu những sản phẩm dành riêng cho dịp lễ tình nhân 14 tháng 2. Và Costco sẽ tái ra mắt bánh macaron hình trái tim cho ngày Valentine của năm 2021. Sản phẩm lần này được Costco đóng gói thành một hộp vuông chứa tổng cộng 25 chiếc bánh macaron hình trái tim. Bên ngoài vỏ hộp được trang trí với sắc thái hồng và trắng làm chủ đạo, đúng với tinh thần của bộ sản phẩm dành cho ngày Valentine. Những chiếc bánh trong hộp sẽ bao gồm hai hương vị chính là vanilla và mâm xôi. Theo nhà sản xuất, sản phẩm sử dụng 100% nguyên liệu tự nhiên và vô cùng an toàn, với vani từ Madagascar và trái cây tươi theo mùa xoay nhuyễn.
Với những yếu tố đặc biệt trên thì sản phẩm này của Costco hứa hẹn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời dành làm quà tặng cho những người thân yêu trong dịp Valentine sắp tới. Hiện sản phẩm đang được bán với giá khoảng 288.000 đồng cho một hộp 25 chiếc. Món ăn hấp dẫn vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình Mua gì ở đâu thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình phát sóng vào sáng mai cũng trên kênh HTV7.